thưa quý vị và các bạn cuốn sách của tổng bí thư nguyễn phú trọng là tâm huyết chăn trở của tổng bí thư về chủ nghĩa xã hội ở việt nam trong bối cảnh tình hình thế giới thay đổi rất nhanh chóng và phức tạp có nhiều biến cố 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư được tập hợp trong cuốn sách đề cập rất toàn diện thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược trên các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, được trình bày rất dung dị, dễ hiểu, có sức thuyết phục, lôi cuốn đặc biệt với cán bộ đảng viên và nhân dân. Cuốn sách này không chỉ hấp dẫn ở tính khoa học, tính thực tiễn, sự thuyết phục, sự kết tinh trí tuệ mà còn hấp dẫn bởi sự tâm huyết, nhân cách và lẽ sống cao đẹp, lối sống mẫu mực của Tổng Bí thư nói đi đôi với làm. Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn để học viện chính trị nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học nhân văn cho các đối tượng, đặc biệt là đối tượng đào tạo hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị đào tạo chính ủy cũng như nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự ở học viện chính trị là cơ sở để củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, làm thất bại âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch. Những lập luận trong cuốn sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ là những luận cứ rất sắc bén để đập lại những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng để thực hiện được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã vạch ra. Mặc dù trải qua một năm đầy khó khăn do cả nước ứng phó với dịch bệnh COVID-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của ngành chế biến và xuất khẩu gỗ Việt Nam vẫn tăng trưởng vượt sự kỳ vọng của toàn ngành. Đây chính là động lực để ngành chế biến và xuất khẩu gỗ tiếp bước theo đà để phát triển trong năm 2022 với mức dự kiến hơn 20% so với năm trước. Theo diễn biến ứng phó dịch bệnh COVID-19 của các quốc gia trên thế giới, các chuyên gia kinh tế dự báo kinh tế toàn cầu sẽ dần phục hồi tăng trưởng trở lại trong năm 2022, sức tiêu thụ hàng hóa của các quốc gia tăng lên, vốn FDI vào Việt Nam những ngày này càng tăng, cộng với sự chủ động về công nghệ sản xuất và nguyên liệu gỗ đầu vào sẽ là động lực cho hoạt động chế biến xuất khẩu gỗ Việt Nam. Hiện nguyên liệu gỗ nhập khẩu từ các nước cung cấp chính đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu nguồn cung hoặc gián đoạn chuỗi cung, đẩy giá nguyên liệu tăng cao. Điều này ảnh hưởng nhiều đến việc nhận đơn hàng mùa mới. Các nhóm hàng vật tư phụ kiện như ốc vít, bát, thanh trượt, hóa chất, bao bì vừa tăng giá vừa khan hiếm nguồn cung. Do đó, hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam cùng cộng đồng các doanh nghiệp ngành chế biến xuất khẩu gỗ xác định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm giảm thiểu rủi ro trong nguồn cung nhập khẩu nguyên liệu gỗ, tránh gian lận thương mại. Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam cũng kiến nghị cơ quan chức năng thực hiện giả soát kỹ nguồn đầu tư FDI mang tính rủi ro cao cho cộng đồng doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ Việt Nam. Như ngày đầu năm mới, dòng tiền có xu hướng trở lại các ngân hàng trong khi nhu cầu chi tiêu của người dân giảm sau Tết. Thời điểm này, các ngân hàng cũng đang nhích nhẹ lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Vậy điều này có gây áp lực đến việc giữ ổn định lãi suất cho vay. Xu hướng tăng lãi suất huy động đã xuất hiện ở nhiều ngân hàng ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Có thể thấy trong bối cảnh dòng tiền đang chảy nhiều vào thị trường chứng khoán và bất động sản thì việc tăng lãi suất là điều dễ hiểu để thu hút dòng tiền nhàn rỗi trở lại ngân hàng. Đây là tín hiệu cho thấy lãi suất tiền gửi ngân hàng sắp tới sẽ hấp dẫn hơn. Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho rằng trong bối cảnh lạm phát tỷ giá đang chịu áp lực lớn, việc tăng lãi suất để bảo vệ giá trị Việt Nam đồng là điều chấp nhận được và khó có thể tránh khỏi. Điều đó có nghĩa kỳ vọng giảm lãi suất cho vay đã không còn. Trong khi niềm mong mỏi của không ít doanh nghiệp hiện nay là lãi suất sẽ giữ nguyên bởi đây sẽ là thời điểm các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau thời gian dài đình trệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong khi đó, nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nêu rõ, ngân hàng nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5 đến 1% năm trong năm 2022 và 2023, nhất là với các lĩnh vực ưu tiên. Trong bối cảnh như vậy, ông Nghĩa cho rằng ngoài biện pháp hành chính, ngân hàng nhà nước vẫn còn dư địa để hạ lãi suất điều hành, hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để kìm cương lãi suất. Xăng dầu là mặt hàng chiến lược đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến đời sống và nền kinh tế. Trong bối cảnh nhu cầu về nhiên liệu ngày càng tăng, An ninh năng lượng còn nhiều thách thức, nhất là khi nguồn cung xăng dầu trong nước còn phụ thuộc vào thị trường thế giới, đòi hỏi Việt Nam cần có giải pháp linh hoạt chủ động trước những biến động của thị trường, bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng trong mọi tình huống. Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước trong giai đoạn sau Tết Nguyên đán và cả năm 2022, khi các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoạt động trở lại và đang trong quá trình phục hồi, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh thành phố chủ trì phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tiến hành tổng kiểm tra ra soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, có kế hoạch nhập hàng để bảo đảm duy trì bán hàng liên tục, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Các cục quản lý thị trường chủ trì phối hợp với sở công thương địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra thường xuyên đột xuất với tần suất 1 đến 2 ngày một lần để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, vụ thị trường trong nước phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tổng kiểm tra, ra soát về cung ứng xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu có kế hoạch nhập hàng từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu để bảo đảm cung ứng đầy đủ liên tục xăng dầu cho thị trường. Trường hợp các doanh nghiệp không tuân thủ quy định kiên quyết đình chỉ hoạt động từ 6 tháng trở lên hoặc tước giấy phép kinh doanh. Liên tiếp nhiều doanh nghiệp đấu giá trả mức tiền cao ngất ngưỡng rồi bỏ cọc cho thấy làm giàu từ hưởng tranh lệch về giá đất không phải là hướng phát triển bền vững. Đất đai là tài nguyên quý giá, các khu đất có lợi thế sẽ đem lại cơ hội đầu tư sinh lời lớn. Tuy nhiên không có nghĩa là giá đất được thổi lên đến mức không tưởng khoảng 2,4 tỷ đồng trên mét vuông, bởi vì dù có vị thế đắc địa đến đâu đất cũng không thể đẻ ra tiền. Đất chỉ có thể làm nơi sinh sống và mặt bằng sản xuất kinh doanh. Người có tiền sẽ chọn các khu đất đắc địa để sinh sống hoặc sản xuất buôn bán. Tuy nhiên khi giá đất bị đẩy lên quá cao sẽ tạo ra lực cản rất lớn do vượt quá khả năng chi trả của nhiều người. Trường hợp giá đất quá cao việc buôn bán kinh doanh sẽ không thể đủ lợi nhuận để bù đắp chi phí mua đất thuê mặt bằng, lúc đó buộc nhà đầu tư chọn vị trí khác có giá cả phù hợp hơn. Trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, công nghệ 4.0 với nhiều phương tiện thanh toán trực tuyến và nhiều dịch vụ trực tuyến giao thông phát triển thì lợi thế về đất đai mặt bằng không phải là yếu tố quyết định thu hút sự quan tâm của khách hàng. Đất là tài nguyên vô cùng quý giá nhưng lại có hạn, trong khi chỉ có trí tuệ khoa học công nghệ mới có khả năng phát triển không ngừng và đem lại những giá trị vô tận làm thay đổi cuộc sống con người theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Theo khảo sát nhanh tại nhiều doanh nghiệp, ngay từ những ngày đầu năm, số công nhân lao động trở lại làm việc đạt tỷ lệ cao nhờ chính sách ổn định việc làm và chế độ chăm lo đãi ngộ trước và sau Tết tốt. Bộ Lao động Thương minh Xã hội nhận định từ sự nỗ lực của các cấp các ngành công đoàn bảo đảm chế độ lương thưởng Tết thỏa đáng cùng những biện pháp phục hồi của kinh ngành kinh tế của các địa phương khiến người lao động vững tin yên tâm bán trụ tại doanh nghiệp. Do vậy, khả năng thiếu hụt lao động những ngày lao động sản xuất đầu năm chỉ khoảng từ 10 đến 15%. Việc tuyển dụng lao động khó khăn sẽ xảy ra tại một số doanh nghiệp mới thành lập tại các khu công nghiệp nếu doanh nghiệp không đưa ra được những chính sách đãi ngộ công nhân tốt hơn so với mặt bằng chung. Do đó thời gian tới các doanh nghiệp vừa tiến hành tuyển dụng lao động phổ thông vừa tiến hành đào tạo lại. Đối với những ngành nghề đòi hỏi công nghệ thấp có thể sử dụng lao động ngay sau khi tuyển dụng, như những ngành nghề đòi hỏi công nghệ cao cần có thời gian phục hồi. Các doanh nghiệp cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm hướng nghiệp để thực thi nhiệm vụ này. Nếu làm tốt vấn đề này, dự báo khoảng Cuối quý 1 đầu quý 2 thị trường lao động cơ bản trở lại đúng lộ trình mong muốn. Với các chính sách hỗ trợ tiền mặt cho vay vốn ưu đãi dành cho người lao động sẽ được triển khai ngay trong 6 tháng đầu năm nay, dự báo thị trường lao động hứa hẹn sẽ sớm phục hồi nhanh chóng. Với mục tiêu phục hồi phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành lĩnh vực quan trọng, ngày 30 tháng 1 chính phủ đã ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Một trong những nhóm giải pháp được chính phủ đưa ra là đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm cho người lao động. Để tạo việc làm ổn định cho người lao động, chính phủ cũng ban hành các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp. Chính phủ tiếp tục cấp vốn cho ngân hàng chính sách xã hội để người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động, bảo đảm tính khả thi và tổ chức triển khai nhanh trong thực tế. Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ tiếp tục đầu tư tăng cường kết nối cung cầu lao động toàn quốc trên nền tảng trực tuyến phục vụ công tác tư vấn giới thiệu việc làm và cung ứng lao động. Bên cạnh đó, xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm nhất là trường cao đẳng chất lượng cao, trọng điểm và thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Tín hiệu tích cực của dịch COVID-19 thời gian gần đây đã mở ra kỳ vọng khôi phục cho tất cả lĩnh vực, trong đó du lịch là một trong những ngành được dự báo có khả năng phục hồi nhanh và mạnh. Ở góc độ mở cửa đón khách quốc tế, hiện các cấp các ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp du lịch đã chuẩn bị tâm thế để thích ứng đón thời cơ mới đang tới gần. Đặt trong bối cảnh chung với các nước ở khu vực và trên thế giới, nhiều chuyên gia lĩnh vực này nhận định Việt Nam nên sớm mở cửa hoàn toàn đón du khách và nước ngoài, chấp lấy cơ hội không để lỡ nhịp làm mất tính cạnh tranh với các nước xung quanh. Định hướng đã khá rõ song mở cửa với kịch bản thế nào để đảm bảo thật sự thích ứng an toàn hiệu quả là việc các cấp các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp du lịch cần bàn thảo để đưa ra kế hoạch phù hợp nhất với tình hình thực tiễn ở trong và ngoài nước. Hiện các bộ ngành chức năng đang cập nhật tình hình lên kế hoạch để có phương án hoàn chỉnh nhất đón dòng khách quốc tế. Song để hiệu quả cao, doanh nghiệp du lịch mới là chủ thể mang tính quyết định. Đặc biệt dù tình hình dịch bệnh tại nước ta đã được kiểm soát nhưng không vì thế mà chủ quan, ngược lại càng phải sát sao tuân thủ quy định về phòng chống dịch. Thời điểm mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế dự kiến trước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 và vào dịp nước ta chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 giữa tháng 5 năm 2022, cơ hội đang ở rất gần với việc mở ra hướng đi thích ứng mới mang tính nhất quán và an toàn ngành du lịch việt nam sẽ chuyển mình để phục hồi